cho bạn nhớ nhá. Đây là cái bông lá đề này, cái là hoa ra hoa bạn. Cái rụng mà khô nó ra để mọc tự nhiên ở nơi khu nước ẩm các bạn, đa số trồng ở nơi chỗ nơi gần giếng nước đấy, nó mọc nhanh lắm. Đây bạn, là khô lá. Cái lá thì uống có tính là mát, bị sỏi thận hoặc làm rau ăn cũng được. Này, đây nó mọc tự nhiên đó các bạn. Này khi nằm mà nó già nó khô nó rụng rồi các bạn, là sau được phát là nó lên nhiều kinh khủng. Cái này thì nó ưa nước, nước ẩm như nước uống qua không được rồi, vừa ẩm ẩm ướt rồi. Mình quay cho bạn xem.